Dạ, chào chú. Giỏi. Chào con gái nha. Dạ. Con gái ăn sáng chưa? Dạ, con ăn cái gì con không biết. À, ăn cái gì mà không biết luôn hả? Mà con ăn cái gì con ơi cha, con ăn cái gì cha? Con ăn bánh mì không? Con ăn bánh mì không nhé. À, ngon không? Dạ, ngon. Ừ, rồi thôi vô nhà đi. Vô nhà đi. Rồi, ăn cái gì buổi sáng, ăn cái gì mà không biết luôn. Con ăn bánh mì không? Không nhớ hả? À, dạ, con chào cô. Bánh mì nước tương. Ừ, bánh mì với nước tương hả? Dạ. Ai mua vậy? Dạ. Ai mua cho con ăn vậy? Nhà bác tôi mà. À, vậy hả? Rồi mấy bác đâu hết rồi? Mấy bác của con ở nhà dưới á. À, vậy hả? Đi chơi rồi hả? Mấy đi chơi. Trời ơi, mấy bác vòng vòng đi chơi không à. Không làm gì hết mấy bác. Mấy bác đi chơi rồi. Ừ. Rồi, ông nội đâu rồi? Dạ, ông nội nhà dưới á. À, nội mới đi vớt ốc. Nội đi bắt ốc vòng vòng. Có ông nội với ốc đó, đằng đó đó, một cây á. Ừ, ông nội vớt ốc ngoài vậy đó hả? Vớt ốc làm gì vậy? Vớt ốc ăn. Vớt ốc chiều ăn đó. Còn có dưới mương thì con ốc nhỏ đi thì vài bữa nó lớn lên để con ăn thịt. Đúng rồi. Rồi mẹ đi làm về chưa? Chưa ạ, ít tuổi mẹ mới về. Lệ mấy bữa ngày lệ mẹ có về thăm con không? Dạ có. À, mấy bữa lệ mẹ về ha. Mấy bữa đó tôi về đó rồi nè nghe. À vậy hả, bác Tư về đó hả? Ừ, chào chị. Còn bác Ba đâu rồi? Bác Ba đi đâu rồi? Rồi. Ừ. Còn bác Tư thì đi về không ạ? Dạ. Dạ. Con chào con. Dạ con chào cô. Trời ơi ngoan dữ, lanh mồm lanh miệng quá. Ừ. Hôm nay chú Thọ vô mà không có mua gì cho con giờ vậy đó. Ở đây có tiệm tạp hóa không? Ở đây có tiệm tạp hóa không? Mua bánh ở đâu ta? Mua bánh ở đâu? Mua bánh ở chợ, ở chợ chợ. Xa vậy hả? Trời ở đâu lắm? Lần xa lắm. Bởi cô chú đi vô đây cũng mua cho con rồi. Dạ con trai em á chị. À vậy hả? Bữa hôm con đi học đúng không? Ngồi đây chú hỏi thăm coi. Bữa hôm vô đi học chú Thảo không có. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 7. Lớp 7 hả? À, hôm nay sao nghỉ vậy? Dạ hôm nay Tết Khmer. À Tết Khmer là cho nghỉ là mà mình đâu có bạn người Khmer. Dạ con không phải người Khmer nhưng mà tại trường trường cho nghỉ. Nghỉ được mấy ngày? Dạ được 4 ngày. Ừ Tết của người Khmer đó. Tại học trong trường Khmer á. Anh ở đây có tiệm tạp hóa nào không anh? Dạ có, mà đều ở chạy trên ngay chỗ ngay đầu đường Đan á. Ở đường Đan nó xa vậy. Dạ. Thôi chút nữa chú Thảo mua rồi kêu con trai ra lấy cho bé gái hả? Chú Thảo dạ. Con đi một cái đường xa nó vô ngoằn ngoèo quá. Chút nữa anh chợ đi mua nha. Dạ. Ừ rồi cô trả tiền nha. Dạ. Dạ. À. Hồi nãy đi qua cái tiêu mà đường xa cái chạy dần vậy đó. Chút nó rớt thôi cũng xong luôn á. Không phải cái đường đó chưa có làm lộ. Thì bởi vì nó dặn quá. Nó dặn kia con hùng bữa tối con đi trơn trượt lắm. Đi trơn trượt lắm luôn á hả? Rồi té với hàng trai với con á với nội á té cái bịch luôn á. Té một cái bịch luôn á. Rồi banh cái chảo luôn á. Cái chảo là cái gì? Cái mông hả? Cái chảo giống cái này nè, cái đít đây nè. Cái chảo là của bà Năm Bềm. Trời ơi. Có bà ngoại đây bà ngoại. Dám nói bà ngoại. Nó ngoại vậy đó hả? Ờ, nó làm dữ hả? Bà ngoại Tết bà ngoại về bà ngoại quýnh cho mà coi nè. Nói vậy nha. Ê chú. Dạ. Chú đi vớt ốc hả? Dạ, vớt được nhiều không? Dạ. Dạ. Có ít xíu chút xíu à. Ờ. Sao ông nội không hái cho nhiều lên. Ôi lanh ghê ha. Bắt cho nhiều lên đi. Không nhiều lên là làm gì? Để cho ngang ăn thịt đó luôn. Ăn gì, món gì, làm món gì ăn? Là món con ốc bu á. Ốc bu mà làm gì ăn mới. Xào lên là luộc hay luộc sao á? Là cơm. Làm cơm ăn á ha. Lanh quá. Cơm nấu luôn hả? Nhưng mà không phải là có lương thang mình phải nướng nó thôi. Nướng. Trời ơi. Lanh hết. Ừ đúng rồi, lanh hết tất cả mọi thứ luôn trong nhà. Ừ. Rồi chút là đi mua bánh rồi đi đường nó khó có gì sao chợ về ta? Nhà lá anh hai chở con đi mua hả? Dạ không, con ở nhà. Anh hai con ở nhà, anh hai đi mua thôi. Ở nhà con không có đi được.
được. Rồi sao vậy? Không, dịch bệnh. Dịch bệnh. Lạnh về hả? Dịch bệnh có anh hai phải đi rửa trang. Đeo khẩu trang. Chống dịch bệnh đó. Dịch bệnh mà con đi thì uống ba cái Pepsi nhiều với bệnh đó. À đúng rồi, uống nước ngọt đó, uống Pepsi. Uống Pepsi là nhiều bệnh cho nên đừng uống nha. Thì bữa không con mới uống đó. Dạ rồi ngồi đi anh. Trời, ăn uống gì chưa? Buổi sáng ăn chưa? Dạ. Ăn rồi hả? Mà đi vòng vòng chơi vậy thôi hả? Dạ. Hồi sáng anh đi mua thuốc gì anh hả? Dạ em bị ho chị, đêm nguyên đêm em ngủ không được. Em ho, em bị dạ dày đó. Rồi nó ảnh hưởng lên cái cổ, nó ngứa, nó không ngủ được. Dạ thức sáng đêm này. Cho nên là sáng đi mua thuốc. Dạ, làm 2 ngày rồi đó chị. Em sợ không có nhà cho nên em điện trước. Dạ. Anh Bạc ơi, hôm nay em trở lại thăm gia đình á. Hôm bữa quay một đoạn clip về gia đình mình á, thì được nhà hảo tâm có cho tặng cho gia đình một ít tiền để anh có tiền mà trang trải á. Mua thuốc men rồi lo cho gia đình ha. Đây em đọc tên của các nhà hảo tâm á, rồi đưa cho anh, rồi anh nhận tiền là anh cảm ơn nhà hảo tâm ha. Dạ dạ. Rồi. Đây thấy cụ thể là có anh Hiếu ở quận 2 tặng 1 triệu đồng, chị Uyên ở bên Mỹ tặng 1 triệu đồng, cô Lê Thị Thơ ở Úc tặng 8.530.000 đồng, cô Diệu Hương ở Pháp tặng 3 triệu đồng, cô Võ Thị Hoàng tặng 2 triệu đồng, anh Trần Khánh Cao ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh tặng 2 triệu đồng, chị Nhung ở bên Mỹ tặng 6.797.000. Tổng cộng cái số tiền của tất cả nhà hảo tâm tặng cho gia đình mình là được 24.327.000 đồng. Đó. Rồi, đấy là được số tiền cũng tương đối lớn anh để dành thuốc men ha. Dạ, số tiền này em cũng để dành lo thuốc men để em với lại đi khám bệnh. Thì cho em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Dạ. Đã giúp đỡ cho em có một số tiền để mà điều trị bệnh, em cũng rất là cảm ơn. Rồi đây anh cầm đi. Đó, anh coi đủ không giùm em cái, thì cứ nhận tiền thì mình xác nhận đủ không giùm em cái đó, mình cứ đếm đi, không có sao đâu, Thảo nhờ đếm mà. Vui không? Vui không con? Thì vui. Vui thì sao, nó không nghe cái nè. Là con học lớp trường mà chưa có đi học. À vậy đó hả? Con học lớp trời mà chưa được đi học hả? Không, con học lớp trời còn khỏi là học lớp lá. Nói chuyện về bạn đó. Em nói chuyện về một người bạn nào đó. Hôm nay là cha được có ít tiền để cha uống thuốc nha. Dạ. Thôi số này cũng chăm sóc cha hoài à cha, tại vì cha bệnh đó. À trời, vậy là con chăm sóc nữa hả? Giờ có tiền rồi chăm sóc thêm cho cha nha. Rồi con đúng, đủ không anh? Dạ, dạ. Dạ đúng đúng với số tiền đó không vậy? Dạ đúng anh. 24.327.000 dạ, anh dạ. Em tròn 320.000 đó. Cảm ơn anh chị. Rồi cái này tiền của nhà hảo tâm cho chứ không phải của vợ chồng em đâu. Dạ. Thì trong đó cũng người cho ít người cho nhiều, mà ai cũng là cái tấm lòng, hãy ta thấy gia đình mình rất là đáng thương á, cho nên là quý nhà hảo tâm người ta đóng góp lại rồi để cho anh có tiền uống thuốc rồi có đi bệnh viện ha. Dạ. Dạ. Em chúc các mạnh thường quân đã giúp đỡ nhiều sức khỏe. Rồi. Rồi để dành đi rồi uống thuốc, các chú cẩn thận nha anh. Dạ. Rồi. Thấy gia đình không? Nói gì không? Con cảm ơn cô chú với mạnh thường quân, ông bà. Đúng rồi, giúp đỡ cho cha ha. Rồi bây giờ chú Thảo với cô đi mua bánh cho con ha. Dạ. Chút xíu nữa rồi anh hai đem về cho con nha, tại vì chú cũng có quay lại nhà, đường xấu quá. Anh hai đi theo ra chú mua bánh rồi anh hai chở về. Rồi có cái trứng bất ngờ nữa đó. Trứng bất ngờ. Trứng bất ngờ là cái gì vậy? Là trứng bất ngờ anh nó có đồ chơi hay là kẹo. À vậy chút nữa anh hai mua cái trứng bất ngờ cho em ha. Hay là đồ chơi đồ bánh kẹo đồ đó. Cảm ơn ông bà đi. Con cảm ơn ông bà cho gia đình mình tiền đi. Dạ cảm ơn ông bà nhiều sức khỏe. Giỏi, trời ơi con gái lanh quá trời luôn á. Rồi vậy thôi con chào cả nhà luôn nha. Dạ. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dạ. Anh chị cũng giúp đỡ em. Con chào cô. Dạ. Dạ con chào ba. Ba. Dạ. Bà hôm nay bà ngồi dậy được đó hả? Bà ngồi dậy được ạ. Dạ. Cơm nước chưa bà? Chưa. Cái đem đồ ăn về chưa có cho ăn. Dạ.
Đây, con chào cô. Đây, cô này nằm, cô này thấy đường này. Cô này gái vừa không thấy đường mà vừa tai biến luôn. Dạ. À, thôi cô ngồi đi cô, con dạ. Ngồi giường nè. Con hôm nay con ghé thăm cô đó. Ừ, có nhà hảo tâm có cho gia đình mình được ít tiền. Dạ. Dạ. Thì con trở lại thăm rồi trao tiền cho cô để cô có tiền mà trả trại ha. Dạ. Rồi lo cho chị với lo cho mẹ. Dạ. Mẹ già tai biến. Ừ. Nghề chị tới biến. Dạ. Hôm nay cô nghỉ cô không có làm hả? Có làm á mà chở em bé đi theo vậy đó. Vừa à, đi chợ làm đồ ăn xong xuôi rồi cái về đây đặng đút cơm nước nè. À dạ, buổi trưa là mình chở nó về nhà mình. Chở về nhà. Rồi sao rồi chở đi về trả cho người ta rồi chiều mình mới được lại nữa. Dạ. Đây em ơi đưa cái con sổ cho mấy cái. Con bé nhỏ. Ừ. Con cô đâu rồi? Con đi, nó ở bên kia rồi, tại vì nó đi theo á. Dạ. Tao thì tranh thủ trao chiếu cho con bé nó xuống nó đòi là nó khóc à. Con bé mà cô giùm á. À, đây, cô ơi, cụ thể là hôm nay là có một số nhà hảo tâm có giúp cho gia đình mình được cái số tiền là 25.160.000 đồng. Dạ. Dạ, thì cụ thể là có chị Uyên ở bên Mỹ tặng cho 1.000.000 đồng. Cô Nguyễn Hồng Thúy ở Thụy Sĩ tặng 1.360.000 đồng. Dạ. À, chú Hòa tặng 1.000.000 đồng. Cô Hiếu Ngọc tặng 1.000.000 đồng. Đâu có. Cô Hiếu Ngọc, cô Thu Lương với con. À phải phải. Tại vì em ghi về cho nên đọc hơi khó. À, cái này là của chú Hòa là 1.000.000 đồng. Dạ. Còn cái nhóm của cô chú này là ở bên Canada là gồm là cô Hiếu Ngọc, cô Thu Lương, cô Ngọc Thanh, cô Hoàng. Đó, nhóm của cô này ở bên Canada tặng được 800 Canada là đổi ra được 14.800.000. Dạ. À, cô Võ Thị Hoàng tặng 2.000.000 đồng. Cô Lê Thị Thơ ở bên Úc tặng 5.000.000 đồng. Tổng cộng số tiền là được 25.160.000 đồng đó cô. Dạ, xong rồi. Đó, bây giờ đây vợ con đưa tiền rồi cô nhận rồi cô coi đủ không rồi xác nhận giùm con cái ha. Dạ. Dạ. 25.000.000 mấy đó cô? Dạ. Dạ dạ. Dạ. Để cô. Năm chục miếng đã 160.000. Năm chục tờ đúng không? Ờ, năm chục tờ. Dạ, năm chục tờ là 25.000.000 đó. Dạ. Dạ, đủ rồi cô ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn bên nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình tôi được có tiền nặng trị bệnh cho hai người. Dạ. Và cô để dành lo cho gia đình ha. Dạ. Cất cho nó cẩn thận. Dạ. Mất cái cô số tiền cũng tương đối lớn, 25.000.000 đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn bên nhà hảo tâm. Đúng rồi, cô cảm ơn tất cả những cái hảo tâm người ta đóng góp, người ta giúp đỡ cho gia đình đó. Dạ. Dạ, thế bà muốn nói cái thì tại đi qua cho bà nói chuyện xíu này. Cảm ơn tất cả con cháu, cảm ơn hết luôn. Dạ. Đó thì nhà hảo tâm được thương lắm, cho mình tới 25.000.000 luôn đó bà. Dạ. Dạ. Rồi. Khó duyên con là phước gì cho phước. Dạ. Thì cho được cái số tiền cũng mừng rồi để dành cho đúng chị rồi. Cô lo cho bà ha. Ờ. Dạ. Lo mua gạo ăn rồi lo mua xà bông giặt đồ rồi tắm rửa đủ thứ. Dạ dạ. Rồi vậy thôi con đi ha. À, cảm ơn con. Con chào bà. À. Dạ. Chào bà nhà, hôm nay Thảo trở lại Hậu Giang ghé thăm hai mẹ con của anh tên gì của anh? Tân Sang. À của anh Sang. Là anh Sang thì anh bị tai nạn giao thông rồi giờ nằm chỗ, thì hôm trước Thảo có chia sẻ thì bây giờ Thảo xuống trở lại thăm. Rồi có nhà hảo tâm có tặng cho
hai mẹ con ít tiền. Dạ. Ừ. Cũng cảm ơn. Dạ, là cái nguyện vọng hôm bữa thì em sang nói là muốn xin ít tiền để mà sửa lại cái trái phía sau này nè. Yeah. Dạ, thì nhà hảo tâm cũng có hỗ trợ đó, có giúp đỡ cho để mà sửa. Rồi cô hôm bữa có cái chị ở trên nhà hảo tâm nó nói là xuống sửa lại xây lại cho mình thì có làm được không? Dạ, cái chị đó chỉ có điện xuống. Dạ. Rồi chị nói như cái số tiền cũng thợ người ta coi, người ta nói vì cái nhà này giờ nó cũng muốn hư hết rồi. Dạ. Rồi đồng tay đầu kèo đâu nó muốn hư hết rồi, nếu mà lập lại thì phải đi dỡ mấy cái đó hết. Ừ. Thì thợ người ta tính chắc cỡ hai mấy ba chục triệu. Dạ. Rồi chị nói số tiền cũng hơi nhiều rồi, chị không có quyên góp nổi. Dạ. Rồi chị nói chỉ có vài triệu chị gửi cho cái anh. Đó là gửi cho em á, giờ chút này em đưa luôn á. Dạ. Dạ. Chị gửi cho anh. Con. Rồi. Rồi. Có ai mà cho thêm thì phụ vô sửa. Dạ, thì đấy, thì dạ. Bây giờ nhà hảo tâm có cho đây. Dạ. Cho để anh sửa, nhưng mà cái việc sửa này mai mốt là cô với anh kêu thờ dưới này hay là sao? Ở dưới này sửa. Dạ, kêu dưới này sửa luôn ha. Tại vì chị cũng có nói là chị thì có tiền nhiều, nhưng mà nếu dạ. Mà dưới này mà cô kêu thờ mà nó có nhiều tiền quá thì kêu cái nhóm trên dạ. Cho họ xuống hỗ trợ cho họ không lấy tiền công. Dạ, chị cũng có nói. Ở đó. Đây người ta cũng sửa giùm. À, đây cũng sửa giùm hả? Ừ, con cháu ông đó, ta sống lại người ta cũng sửa giùm. Rồi, vậy thì ừ. Dưới này sửa thôi, dưới này lo luôn đi. Tại vì nếu mà dưới này mà tốn tiền công á, đó thì kêu họ xuống họ giúp cho. Không còn có. Mình mua vật liệu thôi. Ừ. Dạ. Cái này chỉ mua tôn chữa cái trái này lại thôi cũng dạ. Được nó. Dạ, cái nhà dạ. Trên bị nhiều tiền lắm mà. Chú ơi. Dạ, thì ừ. Cái nhà trên giờ ít ở sửa sửa cái phần dưới này. Ừ, cho nó ở cho. Ừ. Bởi hôm nào nay tôi cũng nói là xin mấy ông mấy bà cho tiền ăn tôi sửa chỗ này cho nó kín cho nó cho thằng này nó nằm thôi. Mưa đừng dột á. Dạ, dạ. Dột thôi. Bây giờ mưa liên tục á, mùa mưa tránh thu. Ừ. Thôi bây giờ nhà hảo tâm có cho tiền rồi đó. Ừ. Nói chung là thì cô nói là mấy chục triệu đó phải không? Cô nói 20 đúng không? Dạ, nếu mà sửa hết thì chắc cũng 25 triệu. Dạ, thì còn đó. Như sửa vòng vòng ở đây không thì chắc cũng cỡ chừng 10 triệu. À, cái đó thì tùy cô thôi, tùy với anh với cô. Thì đây nhà hảo tâm có cho, nếu mà mình sửa ít thì mình để dành để mai mốt thuốc men. Dạ. Ừ, cũng như sửa này nè, rồi để còn nhiêu để dành ăn lo dạ, cho dạ, nó vậy đó. Rồi. Cũng hàng ngày vậy đó, dạ. Đau bệnh rồi nãy kia vậy đó. À. Cũng... cho được tới 30 triệu luôn á. Dạ, dạ rồi mừng ha. Vậy mừng. Dạ, mừng lắm. Rồi. Mừng dữ lắm luôn ha. Thì đó trời thì... ơi, cũng cảm ơn nhà hảo tâm đồ, mấy cô mấy chú đồ cũng ấy đồ cũng cảm ơn dữ lắm. Rồi thì cái đó là tùy ánh sáng với cô. Dạ. Mình ví dụ mình cân đối sao, ví dụ sửa cỡ bao nhiêu thì tùy mình nhá. Ừ. Cái đó thì nhà hảo tâm thương thì cho thì muốn anh có cái chỗ để mà che mưa che nắng khỏi phải bị mưa dột. Cũng như cảm ơn chú như cô. Dạ, dạ thôi, ừ. Cái này của nhà hảo tâm không ạ? Cái này của con đó. Rồi, cảm ơn anh với chị, nếu mà anh không chú đây thì cô thì cũng giúp đỡ mấy người ta mới cho được. Dạ thì cái này con chia sẻ đến thôi, còn cái nhà hảo tâm người ta cho anh Sang đó. Thì thôi anh muốn sửa bao nhiêu thì tùy anh Sang ha. Dạ, thì anh cứ sửa đi, anh cố gắng tranh thủ sửa sớm sớm đi chứ không mùa mưa vào rồi nè. Dạ. Rồi khi nào mà sửa xong thì báo cho em cái em xuống em quay lên cho nhà hảo tâm coi chứ biết ha. Dạ. Đó thì ví dụ người ta cho mình sửa nhà đó mà mình phải sửa chứ đâu có cho rồi mà không sửa thì người ta nói cũng mất như... cái niềm tin ha. Dạ. Thì cũng như vậy người sửa. Dạ. Đó thì bây giờ con đọc tên của các nhà hảo tâm tặng cho gia đình. Rồi con đưa tiền cho cô giữ ha. Rồi mình sửa bao nhiêu thì sửa còn nhiêu để dành cho anh Sang uống thuốc không em. Dạ. Đây cụ thể là có chị Nhung ở bên Mỹ á, tặng 300 đô là được đổi ra được 7.020.000 đồng. Cô Võ Thị Hoàng tặng 1.000.000 đồng. Anh Lê Văn Hiệp ở Mỹ tặng 1.000.000 đồng. Chị Trần Thị Sương Nga tặng 1.300.000 đồng. Chú Hòa tặng 1.000.000 đồng. Cô Lê Thị Thơ ở bên Úc tặng 15.000.000 đồng. Cô Thơ là nói là cũng cho sửa nhà đó, sửa cái trái này lại đó. Cũng cảm ơn cô dạ, ơi dạ. Lắm. Số ga Hồng Thanh ở Tân Hưng Tây Ninh tặng 1.000.000 đồng. Ga Huy Hoàng ở Dương Minh Châu Tây Ninh tặng 500.000. Anh chị Hai Phát Thuận Phước Tây Ninh tặng 500.000. Anh chị Xuân Hòa Thuận Phước Tây Ninh tặng 500.000. Chị Loan thị xã Tây Ninh tặng 500.000. Vũ Tiên đúng không? Vũ Tiên. À Vũ và Tiên là hai người khác nhau. Thị xã Tây Ninh tặng 300.000. À,
chị Nga ở phường 3 thị xã Tây Ninh tặng 200.000, chị Chính Định ở Thuận Bình, Dương Minh Châu, Tây Ninh tặng 200.000, dì Tám Bén ở Thuận Tân, Dương Minh Châu, Tây Ninh tặng 200.000, và một người tên Điệp ở Châu Thành, Tây Ninh tặng 100.000. Tổng cộng cái số tiền của toàn bộ nhà hảo tâm tặng là được 30.320.000. Đó, rồi. Cũng cảm ơn nhà hảo tâm, mấy cô mấy chú đó ta tặng dùm, cũng mang ơn nha chú. Dạ dạ, thì cô cứ nói đi rồi mấy nhà hảo tâm người ta coi được người ta biết. Cũng như cảm ơn nhiều dữ lắm. Đây. Tôi không có biết gì đấy. Dạ, nói rồi cũng cảm ơn nhà hảo tâm tặng. Rồi, cũng mừng dữ lắm dạ, nha. Dạ. Cô coi đủ không dùm con cái đi. Còn cô nhà con nhờ cô kiểm tra dùm đủ không cái. 30.000.000. 320.000. Thôi kệ đi, tôi đếm lộn. Không coi giùm con cái con trao thì coi giùm con cái. Không đếm tiền bả lòng biết hả? Anh đếm được không? Dạ em làm cũng khó đếm nữa. Dạ đưa vợ con đếm nha, vợ con đếm từng triệu một, bỏ chúng chung giường cho mình ha. Dạ. Mày con trao thì cũng hay nhờ kiểm tra gì. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Rồi đủ 30.000.000 cô ha, 30.320.000 số tiền lẻ bên đó. Rồi đủ. Cảm ơn dữ lắm nha. Dạ. Chú cũng nhờ nhà hảo tâm mà giúp đỡ cho mẹ con tôi vậy, đỡ qua cơn khốn khổ gì. Dạ. Cũng mừng dữ lắm. Anh sang mừng quá khóc luôn hả? Dạ, em cũng cảm ơn các nhà hảo tâm. Cảm ơn. Dạ. Mừng dữ lắm, hồi nào giờ đâu có số tiền nhiều đâu. Dạ. Người khổ dữ lắm chú ơi. Bây giờ mẹ con khổ dữ lắm, bây giờ cũng nhờ ở nhà hảo tâm đồ giúp đỡ vậy cũng mừng dữ lắm. Dạ. Anh thỏa được cái ước nguyện rồi ha. Dạ. Đó, cảm ơn. Thôi cố gắng sửa cho anh, sửa được bao nhiêu sửa ha, thì cái nó tùy anh thôi. Ví dụ Thảo nói vậy đó, ví dụ nhà hảo tâm thì cho chủ yếu là cho để anh sửa, cho sợ anh nằm mưa nằm gió tồi á. Dạ. Thì anh sửa hết 30.000.000 cũng có sao luôn ha. Dạ. Đó, mình cứ làm theo ý mình thoải mái. Cái này là nhà hảo tâm cho mình, nhưng mà mình phải làm cái chỗ lên để che mưa cho thấy anh nằm mưa dột thế tội. Yeah. Mưa ở đây là nó tạt. Yeah. Chứ lắm luôn, thấy xúc động quá rớt nước mắt luôn. Dạ. Khổ dữ lắm chú ơi. Thôi cái này là coi như là mừng đó đúng anh ha. Dạ. Dạ. Mừng dữ lắm luôn. Rồi. Mẹ con mừng thôi, dữ lắm. Cô cất tiền giùm nha cô. Cất cho nó cẩn thận. Rồi vật tư đồ sao thì cô chắc cô với mấy anh rồi cũng biết tính toán rồi đúng không? Dạ, mua mà làm. Dạ. Rồi khi nào xong thì nói anh sang nhắn cho con cái là con có dịp đi về cũng quay với nhà tâm con. Nào em có sửa xong em điện cho anh hai. Rồi. Cảm ơn cháu dữ lắm nha. Dạ, hai. Dạ. Chồng. Thôi được rồi, cảm ơn hoài. Để bằng nước uống. Thôi được rồi. Dạ. Con đi. Thôi con chào cô ha. Em chào anh nha. Chúc mừng anh sang lần nữa nha. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Rồi dạ.